À, dạ em chào anh, cho em gửi hồ sơ. Nguyễn Thị Thúy hả? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thúy anh. Ủa sao anh thấy đây đời là Nguyễn Thị Thúy mà sao lại là Nguyễn Thị Thúy anh? Dạ có nghĩa là em là Nguyễn Thị Thúy Thư Anh. Là sao? Là có chữ Anh không? Là Nguyễn Thị Thúy phẩy Anh. Là anh đó hả? Dạ. Sao rối quá, thôi thôi em đi ra đi. Dạ đây là hồ sơ của em ạ. Nguyễn Thị Thúy hả? Dạ. Giới thiệu về bản thân em. Sở thích của em chẳng hạn. Dạ ngoài cái thời gian mà trao dồi chuyên môn của em á, thì em thường là đi xem phim, đi ăn uống cùng bạn bè. Với lại em thường nghe nhạc á anh. Em thích nghe nhạc gì? Em nghe cải lương nè, đơn ca tài tử nè, nhạc cách mạng nha, bolero nữa đó. Em có nghe nhạc Kibu không? Dạ có anh, hay quá trời luôn á. Được rồi, cảm ơn em. Là sao anh? Xong rồi đó. Em thích nghe thể loại nhạc gì ha? Nghe nhiều thể loại nhạc lắm anh, như là pop, rock, R&B, rap, EDM và đặc biệt không thể thiếu đó là opera. Em có nghe nhạc Chibu không? Nhạc đó mà nghe cái gì trời? Em chỉ nghe nhạc đẳng cấp thế giới thôi. Em nghĩ sao vậy? Em làm trong công ty truyền thông, em xin vô công ty truyền thông mà em không nghe nhạc Chibu, em không cập nhật xu hướng gì hết rồi. Vậy rồi sao em làm truyền thông, em làm sáng tạo được? Thôi được rồi, cảm ơn em. Cái gì vậy trời? Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ nhưng vẫn vương xa mở. Tại sao em lại xin vào công ty này? Tại vì em thấy công ty mình có một cái môi trường năng động nè, sáng tạo nè, mọi người đều rất là nhiệt tình. Và em mong muốn là được góp cái công sức nhỏ bé của mình vào sự thành công của công ty. Và em mong muốn đây là nơi để phát triển tài năng, phát triển bản thân em, và cũng như là em đạt được ước mơ của mình. Nhưng mà có bao nhiêu cái công ty ở ngoài kia mắc gì để em thực hiện ước mơ mà mắc gì phải chui vô công ty này, đúng không? Hàng đống công ty mắc gì vô đây thực hiện ước mơ. Tại em thích. CV của em cũng khá là tốt đó chứ. Dạ. Tủ ít, trên 990 luôn. Em học giỏi ngoại ngữ lắm anh. Thì chắc em giỏi tiếng Anh lắm ha. Vậy em hãy giới thiệu bản thân em bằng tiếng Tây Ban Nha đi. Sao vậy? Nói đi em. Thôi được rồi, cảm ơn em ha. Dạ, đây là hồ sơ của em. Hồ sơ xin việc của em cũng tốt á. Nhưng mà công việc khá là cực á. Em nhắm em có đảm nhận được không? Dạ, em chịu được mà anh. Ở đây em thấy đó, tòa nhà của mình khá là rộng. Khá là rộng. Và cả tòa nhà chỉ có 2 người thôi. Thì mỗi người là đảm nhận 20 tầng đó. Mà chưa kể mỗi tầng có 5 cái toilet nữa. Hả? Mà chưa kể là nhân viên ở đây biết đó, nói chung cũng không có sạch sẽ gì đâu. Cho nên khá là cực đó. Bụi bặm này nọ nữa. Là sao anh tuyển vị trí công việc là gì vậy anh? Lao công đó em. Không phải tuyển phiên dịch viên hả? Ừ, anh đang tuyển lao công đó. Về, không làm nữa. Dạ, không biết là nay chị tới đây có việc gì vậy? Nhà nó biết hay sao hỏi? Xin việc, chứ làm chi? Nhưng mà không biết là chị xin vào vị trí gì hả? Nhà mà không biết luôn hả? Dạ dạ, em không biết, em mới hỏi á. Lễ Tân. What? Lễ Tân. No. Mà chị ơi, Lễ Tân bên em thì cần có ngoại hình đó chị. Là sao? Ý anh là sao? Ý nói là tôi không có ngoại hình đó hả? Mời tôi mà không có được á, tôi không có thèm á. Sao mà mấy công ty đó tuyển chị vô làm gì chị? Ủa, hỏi anh chi? Bây giờ có nhận tôi không? Giờ tôi hỏi một câu nè, có nhận tôi không? Mệt đấy nha. Dạ, dạ nhận. Chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi.
đời bạc già lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đăng ký.